Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Nga vô hiệu hóa đà tiến công, Ukraine trả giá đắt tại Kursk. Nga sử dụng tên lửa siêu vật âm tấn công cơ sở không quân của Ukraine. Ukraine tuyên bố đang kiểm soát 100 khu dân cư tại tỉnh Kursk của Nga. Nước cờ tiếp theo của Ukraine trong cuộc đột kích chưa từng có vào Nga. Triều Tiên bị nghi chuyển hơn 6 triệu đạn pháo cho Nga. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Quốc phòng Nga ngày 27 tháng 8 thông báo quân đội Nga đã đẩy lùi 11 cuộc tấn công của các nhóm xung kích thuộc lực lượng vũ trang Ukraine tại tỉnh Kursk của Nga trong một ngày. Ngoài ra, các nỗ lực tấn công của Ukraine tại các khu vực khác tại tỉnh này bị ngăn chặn. Các cơ quan an ninh Nga đang thực hiện mọi biện pháp an ninh tối đa để bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Kursk. Tình hình hoạt động của nhà máy đang được Nga kiểm soát, nhưng cơ sở này vẫn đang trong tình trạng báo động cao. Truyền thông Nga cũng khẳng định cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào vùng Kursk từ ngày 6 tháng 8 đã khiến Kiev phải trả giá đắt. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 3 tuần kể từ khi chiến dịch Kursk bắt đầu, Ukraine đã mất hơn 6.600 quân, 73 xe tăng, 34 xe chiến đấu bộ binh, 62 xe bọc thép chở quân, 432 xe chiến đấu bọc thép và 201 xe cơ giới khác. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng Nga cũng đã phá hủy 45 khẩu pháo, 13 hệ thống pháo phóng loạt, bao gồm 4 hệ thống HIMARS do Mỹ cung cấp. Các điểm tập trung nhân lực và thiết bị của Ukraine cũng là mục tiêu bị Nga tấn công. Lực lượng không quân tác chiến và chiến thuật của Nga đã tấn công vào lực lượng dự bị và thiết bị quân sự của đối phương tại 12 điểm ở vùng Sumy của Ukraine, nơi giáp biên giới với Nga. Nga tuyên bố phóng tên lửa Kinzhan vào cơ sở không quân của Ukraine. Cùng với việc ngăn chặn đà tiến công của Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng nước này đã dùng tên lửa siêu vật âm Kinzhan và UAV tấn công căn cứ không quân của Ukraine, đánh trúng toàn bộ mục tiêu được chỉ định. Trước đó, không quân Ukraine cho biết đã phóng 10 tên lửa và 81 UAV nhằm vào nước này. Trước đó, không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 10 tên lửa và 81 UAV nhằm vào nước này. Phòng không Ukraine hạ 5 tên lửa và 60 UAV. Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, 4 người Ukraine thiệt mạng và 16 người bị thương trong trận tập kích nói trên. Trận tập kích diễn ra một ngày sau khi quân đội Nga phóng hơn 200 tên lửa và UAV tự sát trong đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và kho vũ khí của Ukraine. Tư lệnh không quân Ukraine mô tả đây là một trong những vụ không kích lớn nhất từ đầu chiến sự. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trận tập kích ngày 26 tháng 8 gây ra tình trạng mất điện, làm gián đoạn hoạt động vận chuyển vũ khí, đạn dược bằng đường sắt của đối phương tới tiền tuyến. Công ty vận hành lưới điện Ukraine thông báo cắt điện khẩn cấp tại một số nơi để giảm tải áp lực lên hệ thống trong lúc khắc phục thiệt hại. Ukraine tuyên bố đang kiểm soát 100 khu dân cư tại tỉnh Kursk. Trong khi đó, tư lệnh lực lượng Ukraine tuyên bố, lực lượng nước này đã kiểm soát gần 1.300 km2 lãnh thổ Kursk của Nga với 100 khu định cư. Đại tướng Oleg Sansky, tư lệnh quân đội Ukraine ngày 27 tháng 8 tuyên bố, quân đội nước này tiếp tục đạt được bước tiến trong chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga. Sau 3 tuần, Ukraine kiểm soát 1.294 km2 lãnh thổ của tỉnh Kursk với 100 khu dân cư, bắt 594 tù binh Nga. Tướng Sisky cho biết cuộc tấn công của Ukraine nhằm buộc Nga phải chuyển hướng quân khỏi hai điểm then chốt dọc theo tiền tuyến Donbass ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, ông thừa nhận Moscow đã nhìn rõ kế hoạch của Kiev và tăng cường nỗ lực ở những khu vực này. Ông Sisky cũng cảnh báo Nga đang tăng cường lực lượng trên mặt trận Pokrovsk ở tỉnh Donetsk. Nhận định tình hình tại đây thực sự khó khăn, lực lượng Nga cố gắng phá vỡ tuyến tiếp tế của Ukraine tới thành phố trọng yếu Pokrovsk và các khu vực lân cận. Pokrovsk là trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine tại tỉnh Donetsk. Nếu khu vực này thất thủ, thất bại này sẽ gây nguy hiểm cho phòng tuyến của Ukraine trong khu vực và đưa Nga tiến gần hơn mục tiêu kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk. Trong cuộc họp báo cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định lực lượng quân đội Nga đang tiến nhanh hơn trên mặt trận Pokrovsk so với trước khi Ukraine mở chiến dịch tấn công tỉnh Kursk. Hiện Nga chưa bình luận về thông tin của Ukraine. Nước cờ tiếp theo của Ukraine sau cuộc đột kích chưa từng có vào Nga. Theo giới phân tích, Ukraine có thể sẽ đối mặt với nhiều rủi ro nếu tiếp tục triển khai chiến dịch đột kích vào vùng Kursk của Nga, trong bối cảnh Nga đã điều động lực lượng để phản công Kiev ở khu vực này. Các lực lượng Ukraine đã vượt qua hai tuyến phòng thủ của Nga ở khu vực phía tây nam tỉnh Kursk, di chuyển qua các tuyến đường quốc lộ và làng mạc, nhanh chóng tiến vào lãnh thổ của Nga.
Đầu tiên là vùng Kursk, sau đó là các khu vực lân cận. Ukraine đã duy trì an ninh chặt chẽ và có thể gây bất ngờ cho đối phương, giống như cuộc tấn công của Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga tại tỉnh Kharkov gần 2 năm trước. Ukraine đã chứng minh rằng, thay vì bị đóng băng, tiền tuyến của xung đột vẫn có thể linh hoạt, có khả năng thay đổi tính toán của Nga và phương Tây trong bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai. Các nhà phân tích nhận định rằng, khi Nga bắt đầu triển khai lực lượng thiện chiến hơn đến Kursk, Ukraine sẽ có 3 lựa chọn. Thứ nhất, Ukraine sẽ cố gắng giữ vững các vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát, hoặc thậm chí là tiến xa hơn ở Kursk để buộc Nga phải rút bớt quân khỏi chiến trường Ukraine và tạo ra một quân bài mặc cả trong bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai. Tuy nhiên, kịch bản này rất rủi ro. Ukraine rất khó duy trì phạm vi tác chiến điện tử và phòng không trong một khu vực lãnh thổ rộng lớn như vậy. Thứ hai, Ukraine sẽ rút lui về biên giới trong trật tự, bảo đảm lực lượng và thiết bị cho các chiến dịch giành lại lãnh thổ Ukraine vào năm tới. Ukraine có thể tìm cách chứng minh với phương Tây và Nga rằng Moscow không phải là quốc gia bất khả chiến bại, sau đó Kiev có thể rút lui. Thứ ba, Ukraine rút lui một phần đến vị trí phòng thủ gần biên giới hơn, nơi sẽ cần ít quân hơn và được pháo binh và hậu cần hỗ trợ tốt hơn. Khu vực này cũng sẽ tạo thành một căn cứ cho các cuộc tấn công tiếp theo của Ukraine khi có cơ hội. Một số chuyên gia cho rằng Kiev có thể đang gửi một thông điệp và mục tiêu thực sự của chiến dịch Kursk có thể không nằm ở chiến trường Nga. Sau thất bại của chiến dịch phản công của Ukraine vào năm ngoái và những tổn thất đang diễn ra trên mặt trận miền Đông, có vẻ như Kiev đang cố gắng thay đổi cục diện chiến sự. Ukraine có thể đang cố gắng thuyết phục phương Tây rằng họ sẽ không từ bỏ và Mỹ nên cho phép Kiev sử dụng tên lửa hành trình tầm xa của Washington trong các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine dự tính sẽ thiết lập một vùng đệm ở khu vực Kursk như một phần của mục tiêu rộng lớn hơn là hạn chế khả năng tác chiến của Nga. Ukraine cho thấy dấu hiệu sẽ bám trụ, thiết lập một trụ sở chính trong khu vực và phá hủy các cây cầu quan trọng đối với các tuyến tiếp viện của Nga. Dù vậy, cho đến nay, tại Kursk, quân đội Ukraine dường như chưa xây dựng được phòng tuyến kiên cố như ở khu vực miền Đông, bao gồm các chiến hào, hào chống tăng và chướng ngại vật. Chiến dịch đột kích thậm chí đã tạo ra các điểm yếu cho Kiev. Các binh lính dày dặn kinh nghiệm chiến đấu của Ukraine ở miền Đông và miền Nam được triển khai đến Kursk, và điều này đã làm suy yếu vị trí của Kiev tại các khu vực này. Không rõ liệu việc triển khai một số lực lượng đến Kursk có ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ trên tiền tuyến chính của Ukraine ở phía đông hay không. Nhưng điều rõ ràng là, bất kể tình hình Kursk diễn ra như thế nào, Nga đang tiến gần hơn đến thành phố Pokrovsk ở khu vực Donetsk. Hàn Quốc nghi ngờ Triều Tiên chuyển hơn 6 triệu đạn pháo cho Nga. Trong một diễn biến liên quan, tình báo quân sự Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã gửi các container chở đạn pháo tới Nga khi cuộc xung đột ở Ukraine đang diễn ra. Một nghị sĩ Hàn Quốc dẫn báo cáo của cơ quan tình báo quốc phòng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã gửi hơn 13.000 container bị nghi chở vũ khí đến Nga kể từ giữa năm 2022 trong bối cảnh quan hệ quân sự giữa hai nước ngày càng được thắt chặt. Theo báo cáo của tình báo Hàn Quốc, Triều Tiên đã chuyển các container có thể chứa hơn 6 triệu quả đạn pháo 152 ly qua cảng phía đông Nanjing của nước này trong gần 2 năm. Tình báo Hàn Quốc cho rằng động thái này nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến kéo dài của Nga tại Ukraine. Con số trên đánh dấu mức tăng gấp đôi so với số liệu hồi tháng 2, khi Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên đã gửi khoảng 6.700 container đến Nga. Tình báo Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc và Mỹ đang cùng nhau theo dõi khả năng tên lửa của Triều Tiên được đưa tới Nga sau khi phát hiện các tên lửa của Nga được bắn ở Ukraine có đặc điểm giống của tên lửa Triều Tiên. Nga đã tăng cường hợp tác với Triều Tiên kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu vào năm 2022. Hàn Quốc và một số nước phương Tây nghi ngờ Bình Nhưỡng cung cấp cho Nga đạn dược, pháo, tên lửa đạn đạo để sử dụng trong cuộc tấn công nhằm vào các thành phố của Ukraine. Theo tình báo Hàn Quốc, đổi lại sự hỗ trợ vũ khí của Triều Tiên, Nga được cho là đang cung cấp hỗ trợ công nghệ cho các chương trình tên lửa và vệ tinh do thám của Bình Nhưỡng. Hồi tháng 9 năm 2023, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hội nghị thượng đỉnh tại một sân bay vũ trụ ở vùng Viễn Đông của Nga, nơi ông Putin tuyên bố sẽ giúp Triều Tiên chế tạo vệ tinh. Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản từng ra tuyên bố chung lên án mạnh mẽ giao dịch vũ khí giữa Nga và Triều Tiên vì vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mỹ tuyên bố bản chất của mối đe dọa an ninh do Triều Tiên gây ra có thể thay đổi mạnh mẽ trong thời biến tới do sự hợp tác của nước này với Nga. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố những cáo buộc nhằm vào Moscow và Bình Nhưỡng về sự hợp tác quân sự là vô căn cứ và không có cơ sở. Nga cho biết Moscow đang xây dựng quan hệ với Triều Tiên trên cơ sở lợi ích chung.
Điều gì đã diễn ra trong cuộc chiến Nga-Ukraine trong 48 giờ qua? Nga đã giành được những lợi thế nào trên chiến trường? Đòn tập kích trên không quy mô chưa từng có của Nga lớn như thế nào? Lực lượng Kiev đã và đang gặp phải những tình thế tồi tệ nào khi có những vùng đất tiếp tục bị mất đi? Và còn nhiều thông tin cập nhật khác. Đó sẽ là những thông tin nóng hổi mà video sau sẽ cập nhật cho quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, đêm 25, rạng sáng ngày 26 tháng 8, Nga đã thực hiện một đòn tập kích quy mô lớn chưa từng có vào Ukraine với 127 tên lửa và tên lửa hành trình, cũng như 109 máy bay không người lái Grad. Trên hết, cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine đã bị tấn công, đặc biệt là các trạm biến áp và nhà máy điện. Đồng thời, tình hình ở biên giới Belarus-Ukraine cũng trở nên căng thẳng hơn khi Bộ Ngoại giao Nga đưa ra cảnh báo đối với Belarus. Tại Zasavya, quân đội Nga được cho là sẽ tiến dọc theo các ngôi nhà dân, và ở Torez, cuộc tiến công của họ vẫn tiếp tục và bộ binh Nga cũng đang tấn công theo hướng nhà tù. Về phía Porovsk, giao tranh vẫn tiếp tục ở Horodivka, Novohorodivka và bây giờ là ngay ở phía trước khu định cư Selidov. Có thể nói ngày 26 tháng 8, tình hình tồi tệ nhất đối với lực lượng Kiev là trục Grodovska, Novogrodovska, Selidov, bao trùm hướng Porovsk, Avdiivka và Mikhailovka. Quân đội Nga đã kiểm soát phần phía nam và trung tâm thành phố Novogrodovska, một khu vực hẹp trải dài từ đông nam đến tây bắc, và theo dữ liệu từ phía Ukraine, họ ngày càng bị kéo về phía bắc, chuẩn bị rút lui với những trận đánh mở đường để tháo chạy. Việc phòng thủ càng khó khăn hơn khi nhiều cứ điểm đồng loạt bị sụp đổ trước những đòn tấn công chính xác và không ngừng nghỉ của lực lượng Moscow. Giữa Novogrodovska và Grodovska, một vạc dầu thực sự được tạo ra khi khu vực Krustoya và Krasnaya được kiểm soát và các đơn vị tiên phong của Nga đã đột nhập vào Nikolaevska. Từ đó có đường đi thẳng chưa đầy 2 km là tới Minograd. Để ngăn chặn các trận đánh phá vây, quân đội Nga đã chủ động tiến đến bãi thải của mỏ Novogrodovskaya 3. Việc kiểm soát nơi này sẽ không cho phép lực lượng Kiev rút lui đàng hoàng và có tổ chức. Các đơn vị thuộc cụm quân trung tâm tiếp tục đột phá mạnh mẽ về hướng Podolska, Avdiivka khi mà cuộc tấn công Novogrodovska đang lên đến đỉnh điểm. Ukraine đã để mất phần lớn thành phố và đang buộc phải rút lui. Kể từ hôm 26 tháng 8, các binh sĩ Nga đã tiến vào trung tâm thành phố trong một khu vực rộng tới 1,5 km và sâu 1,2 km. Phần phía đông và trung tâm của Novogrodovska đã bị Nga kiểm soát. Đối phương đang tích cực tiến về phía Grodovska. Họ có thể tiếp cận từ phía nam và chiếm quyền kiểm soát ba vành đai rừng liền kề. Họ cũng đang tiến về bãi thải của mỏ Kostyarevsky, hạ gục xe tăng của chúng tôi bằng UAV FPV. Bây giờ mọi thứ đều bốc cháy. Đó là những chia sẻ của các chiến binh Ukraine. Ở phía đông Grodovska, lực lượng Moscow đã tiến sâu, độ sâu 1 km, trong khi tại phía bắc Mikhailovka, họ cũng phát triển thêm 650 m tiếp cận mỏ Kolyarevskaya. Cũng trong ngày đã xảy ra cuộc tấn công khu định cư Kalinovo. Lực lượng Kiev thừa nhận việc rút lui và việc dọn dẹp đang được Nga hoàn tất. Phía Ukraine cũng báo cáo rằng quân Nga đang tấn công khu vực bãi thải Mikhailovsky. Lực lượng Moscow đã thực hiện một loạt các vụ tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine khiến nhiều nơi bị mất điện. Đổi lại, Kiev đã phóng một số UAV tập kích một số khu vực của Nga. Tại vùng Kursk, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn. Đến cuối ngày, AFU đã tiến vào khu vực Snarkos, quận Suta và quận Sucha. Quân đội Nga tấn công đối phương và những mục tiêu ở vùng biên giới Sumy. Theo hướng Porovska, lực lượng Moscow tiếp tục tấn công một số khu vực. Trong khi đó, ở Nam Donetsk, có nhiều báo cáo về việc họ đã bắt đầu tấn công Uleda, nhưng cuối ngày chỉ có một vài cuộc không kích và Vodian được xác nhận. Phát biểu tối 26 tháng 8, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng một trong những nguyên nhân lực lượng vũ trang Ukraine đột kích vào khu vực Kursk trong lãnh thổ Nga là nhằm bù đắp cho việc thiếu hụt vũ khí tầm xa. Ông Zelensky nói, sự hiện diện thực tế của các lực lượng chúng tôi ở khu vực Kursk và các hành động tích cực của chúng tôi nhằm tiêu diệt mối đe dọa từ Nga trên lãnh thổ của mình, cùng với những điều khác. Đây là một cách để bù đắp cho việc thiếu hụt vũ khí tầm xa. Tổng thống Ukraine nhắc lại rằng, các khu vực mà tên lửa Nga phóng được vào vùng Ukraine bao gồm không phận của vùng Kursk, Belgorod và các vùng biên giới khác của Nga, cũng như Biển Đen và bán đảo Crimea.